Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cái phương thức rút tiền từ Google AdSense về tài khoản ngân hàng của Việt Nam. Như các bạn đã biết là YouTube sẽ trả cái thu nhập cho chúng ta qua cái trang Google AdSense này. Và để rút được tiền từ Google AdSense thì cái việc quan trọng nhất của các bạn đó là các bạn phải xác minh được địa chỉ hay còn gọi là mã PIN. Thì cách xác minh địa chỉ, mã PIN thì có hai cách. Cách thứ nhất là Google AdSense sẽ gửi cho các bạn một cái lá thư và bên trong chứa cái mã PIN dùng để xác minh địa chỉ theo cái địa chỉ mà các bạn đã khai báo ở trong phần cài đặt. Và cách để xác minh địa chỉ thứ hai đó là xác minh qua chứng minh thư và hóa đơn điện nước. Thì cách thứ hai này các bạn chỉ có thể được Google chấp nhận sau 3 lần mà các bạn tạo mã PIN nhưng mà không nhận được. Đó, vì một lý do gì đó mà trong 3 lần tạo mã PIN các bạn đều không nhận được cái thư của Google theo đường bưu điện. Thì lúc đó Google AdSense mới cho phép bạn được xác minh địa chỉ qua cái hình thức là xác minh qua chứng minh thư và hóa đơn điện nước. Thì các bạn có thể tham khảo hai cái hình thức này theo đường link ở phía bên dưới video. Mình đã làm hai cái video để hướng dẫn về hai cách xác minh mã PIN ở trên cái tài khoản Google AdSense. Và để rút được tiền từ Google AdSense sau khi đã xác minh thành công cái địa chỉ của chúng ta thì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là Google AdSense sẽ chỉ thanh toán cho các bạn khi cái số tiền trên Google AdSense của bạn đạt được cái ngưỡng thanh toán là 100 đô, tức là từ 100 đô trở lên thì các bạn mới có thể rút được tiền từ Google AdSense. Và một cách thứ hai nữa thì cách này chỉ dùng cho những người nào mà đã cái kênh YouTube của họ đã bị khóa hoặc là bị tạm ngưng mà cái số tiền trên Google AdSense của họ dưới 100 đô, ở đây ví dụ như cái tài khoản của mình chẳng hạn, dưới 100 đô thì lúc đó chúng ta mới có thể rút tiền được. Tức là phải hủy cái tài khoản Google AdSense này thì chúng ta mới rút được cái số tiền này. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền từ Google AdSense về tài khoản ngân hàng của Việt Nam. Đầu tiên thì các bạn vào cài đặt, sau đó chọn thanh toán. Trong phần cách bạn nhận nhận thanh toán này, chúng ta nhấn vào quản lý phương thức thanh toán. Đó. Thì ở đây thì cái hình thức thanh toán của mình đang là mình đang để là chuyển tiền mặt về cái địa chỉ mà mình đã khai báo trong cái phần cài đặt. Và để thêm cái phương thức thanh toán thì các bạn nhấn vào thêm phương thức thanh toán. Ở đây chúng ta sẽ rút tiền từ Google AdSense về tài khoản ngân hàng của Việt Nam. Chính vì thế là chúng ta sẽ thêm cái chi tiết chuyển khoản ngân hàng mới. Và trong cái phương thức thanh toán này thì chúng ta phải khai báo tất cả những cái gì mà người ta yêu cầu. Và để thanh toán theo cái hình thức này thì các bạn phải có một cái tài khoản ngân hàng trong nước của Việt Nam. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn khai báo những cái mục này. Đầu tiên là ID người thụ hưởng. Ở đây nó có chữ tùy chọn, tức là các bạn có thể khai báo, có khai báo cũng được mà không khai báo cũng được, không sao cả. Tiếp theo là tên trên tài khoản ngân hàng. Đó. Thì tên của mình ở trên cái ngân hàng là Nguyễn Phương Quang. Các bạn nhớ là cái tên của bạn là các bạn phải viết hoa nhưng mà không dấu.
Còn tên ngân hàng thì các bạn phải đánh bằng nhập cái tên tiếng Anh của cái ngân hàng đó. Và để biết được cái tên tiếng Anh của ngân hàng đó cũng như là cái mã zip code này thì chúng ta phải vào Google và tra cái mã zip code ngân hàng. Đây, ví dụ như là mình vào cái trang web này để tra vậy. Thì ở trang web này nó có tất cả những cái thông tin về tên tiếng Anh cũng như là cái mã zip code của ngân hàng trong nước Việt Nam. Ví dụ là mình đang sử dụng tài khoản của Vietcombank thì chúng ta sẽ tìm đến cái ngân hàng Vietcombank. Ở đây, ngày thứ hai đây. Chúng ta copy cái tên tiếng Anh này. Sao chép. Sau đó tên ngân hàng thì chúng ta dán vào đây. Các bạn nhớ nhé, tức là phải khai báo cái tên ngân hàng này là bằng tiếng Anh. Tiếp theo là cái mã zip code. Đây, bên này, bên cạnh này đã cho chúng ta cái mã zip code đây. Chúng ta copy cái mã zip code này. Sau đó dán vào cái dòng này. Đấy. Tiếp theo là số tài khoản. Cái số tài khoản này tức là cái số tài khoản mà các bạn hay gửi cho người khác để họ chuyển tiền cho mình. Hoặc là các bạn nếu mà muốn chuyển tiền vào tài khoản của mình của bạn ấy ở ngân hàng ấy thì các bạn phải nhớ được cái số tài khoản này thì các bạn mới chuyển được tiền vào. Ở đây, ví dụ số tài khoản của mình ở Vietcombank là 3. Dòng tiếp theo nó sẽ bắt chúng ta nhập lại số tài khoản thì chúng ta copy sau đó lại dán vào đây đó. Các bạn nhớ điền chính xác cái số tài khoản đó nhé, đây là số tài khoản giao dịch chứ không phải là cái số in trên thẻ đâu. Ở dưới này thì nó có hai cái mục là ngân hàng trung gian và FCC hoặc FBO, cái này chúng ta không cần quan tâm. Rồi sau khi đã khai báo xong thì chúng ta nhấn vào lưu. Đó. Tiếp theo, nếu các bạn muốn thường xuyên và chỉ chọn cái phương thức là rút tiền từ Google AdSense về tài khoản ngân hàng của Việt Nam thì chúng ta sẽ nhấn vào đây để chọn hình thức, chọn cái phương thức thanh toán này là phương thức thanh toán chính. Đó, như vậy là cái phương thức thanh toán bằng cái hình thức là rút tiền từ GoSend về tài khoản ngân hàng của Việt Nam đã được chọn là phương thức thanh toán chính. Như vậy là sau khi tài khoản của các bạn trên GoSend đạt được cái ngưỡng thanh toán 100 đô thì các bạn có thể rút tiền về cái tài khoản ngân hàng này. Đó. Như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cách rút tiền từ Google AdSense về tài khoản ngân hàng của Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.